Chào mừng tất cả quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyên Huy. Trong buổi đọc truyện tối ngày hôm nay, lúc 20 giờ mỗi ngày, chúng ta cùng gặp gỡ với Quyết Đỗ. Quyết Đỗ là một cây viết cũng đã tham gia khá là lâu trong cộng đồng viết truyện tâm linh. Và hiện tại thì nếu như quý thính giả nào tinh ý thì sẽ biết được Quyết Đỗ là một trong những admin của kênh truyện ma Hoàng A Tuấn á. Hôm nay Quyết Đỗ đến với kênh chúng ta với một tập truyện để mà giao lưu với khán giả của kênh Đất Đồng Radio, Nghiệp Bắt Trắng. Xin mời quý thính giả cùng lắng nghe nhé, một tập truyện dân gian. Ông Vũ cả buổi chiều lùi cùi chêm lại mấy cái cán sẻn để đêm nay còn mang ra ngoài khu đồng mã của làng đặng sang cát cho cụ Phong, cụ thân sinh của mình. Cụ Phong có tất cả ba người con trai, gồm có ông Từ là con trưởng, đã mất lúc lên 3 tuổi do mắc phải một cơn bạo bệnh. Sau đó vài năm mới sanh ra ông Vũ và một đứa con trai út tên là Đại. Ở làng Vũ Quang, việc cải táng cho người thân đều không thuê đội phu như mấy làng khác, mà chủ yếu là con cháu trong nhà của người quá cố làm việc này. Sau khi làm công tác chuẩn bị cho ông cụ Phong sang nhà mới xong, ông Vũ leo lên cái chõng tre, đoạn châm một mồi lửa vào trong cái điếu bát. Ông đặt đôi môi thâm xị lên cái ống đồng, tóp má rít một hơi dài, tạo ra tiếng kêu sòng sọc. Trong lúc ông đang ngửa cổ để cho làn khói trắng lượn lờ bay ra khỏi miệng, thì nghe thấy tiếng chiếc xe cúp của ông Đại, em trai mình, chạy vào trong sân. Phía ngoài sân, ông Đại tắt máy gạt chân chống, đánh kịch một cái, sau đó cẩn thận tháo dây buộc cái thùng giấy to ở yên sau. Ông Vũ thấy vậy cũng đặt cái ống điếu xuống, chạy ra đỡ em giúp một tay. À, chú lựa cho ông cụ cái mẫu nào mà lâu vậy? Ê, em lựa cả cái phố huyện mới được có cái mẫu tiêu xanh đó. Vừa nói, ông Đại vừa mở cái thùng giấy ra để lộ một cái quách màu xanh ngọc bích, trên nắp trổ trồng phượng, nôm rất đẹp mắt lắm. Ông Vũ xem qua cũng thấy ưng bụng, nhưng theo thói quen vẫn nói đôi ba lời. Mua cây nào chẳng được, chú cứ bày vẽ chuyện ra. Không, sao anh lại cứ như vậy? Biết rằng chết là hết, nhưng mà ông cụ thân sinh cho anh em mình thì nhất định phải nằm trong cái quách đẹp đẽ hẳn hồi chứ. Lúc này tiếng của bà Lan, vợ Vũ, xen vào. Ừ, chú ấy nói cũng phải đó. Cả hai quay sang phía ấy thì thấy vợ của ông Vũ vừa mới đi chợ về, trên tay còn xách theo một cái làn nhựa, bên trong có mấy thứ đồ lễ dành để cúng sinh thổ thần ở ngoài nghĩa địa cho bố chồng được sang nhà mới. Ông Vũ cũng gật đầu nói. Thì tùy hai người vậy, miễn sao ông cụ nhà mình ưng bụng là được rồi. Đoạn ông gọi lớn. Con Hoa còn lại đâu? Lên phụ mẹ chuẩn bị đồ cúng cho ông nội coi. Hai đứa con gái ông Vũ đang ở sau vườn hái mít chấm muối ớt ăn, nghe thấy tiếng bố gọi liền chạy đến xách đống đồ ăn xuống dưới bếp. Ông Đại đợi chị dâu đi ra sau bếp thì cũng chào anh trai rồi leo lên xe nổ máy chạy ra cổng. Nhà trên lúc này chỉ còn lại mỗi mình ông Vũ. Sau khi làm thêm mấy việc lặt vặt, ông đến bên cái tủ dưới bàn thờ gia tiên, lấy trong đó ra một cuốn sổ đã cũ, ở mép giấy còn in cả mấy dấu trăng chuột. Ngồi xuống bộ bàn ghế kê giữa phòng khách, ông dở cuốn sổ ra xem lại ngày giờ mất của ông cụ thân sinh một lần nữa cho chắc ăn. Thì đúng lúc này có tiếng một người đàn ông từ ngoài ngõ vọng vào. Bác Vũ có nhà không? Ông Vũ đặt cuốn sổ xuống bàn, đi ra ngoài cổng thì thấy lão Tuấn nhà ở cuối làng. Đây là một tay tham công tiếc việc bậc nhất cái làng Vũ Quang này. Dân trong làng thường gọi lão là thợ đụng, tức là đụng đâu làm đó. Cứ thấy nhà ai có mùi đám tiệc là tay Tuấn này lại đến tìm xin một chân chạy việc. Ông ta phụ việc ở đây hầu như không yêu cầu tiền công, ai cho cái gì cũng được, nhất là cái khoản chất men thì lão lại càng thích thêm. Em nghe nói nhà bác bữa nay sang cắt cho ông cụ thân sinh hả? Ờ đúng rồi, đêm nay anh em tôi chuyển nhà cho cụ đó. Em hỏi thế không phải chứ,
nhà bác có chân nào cho em phụ hay không? Thì chú định lấy tiền công bao nhiêu? Lão Tuấn nở ra một nụ cười nham nhở, làm lộ ra cái hàm răng cả năm không vệ sinh, vàng còn hơn trái bắp Mỹ. Bác lại cứ khách sáo như vậy làm gì? Em với nhà bác là chung người làng người nước với nhau, công xa làm cái gì? Bác cho em một bữa cơm với cái thứ à, cái thứ cay cay chứ gì. Chuyện đó thì không khó. Thu thật với chú, chỉ hai anh em tôi mà làm chắc khó mà kịp vợ tốt cho ông cụ. Nên tôi cũng đang định qua nhà nhờ chú giúp một tay đây. Lão Tuấn xoa hai tay vào nhau cho hồ hởi nói: Dạ, vậy thôi xin phép bác em về. Khi nào bác bắt đầu thì ới em một tiếng nha. Chú cứ về đi, đêm nay nhớ qua phụ anh em tôi đó nghe. Rồi, bác yên tâm đi mà. Cho lão Tuấn quay lưng bước đi. Ông Vũ nhìn theo bóng dáng người kia đi khuất trên con đường làng, rồi tặc lưỡi một cái, quay vào trong nhà. Sau bữa cơm tối, đợi mãi không thấy lão Tuấn đâu. Quanh đi quẩn lại, chẳng mấy chốc đã đến nửa đêm. Ông Vũ đành phải tự xách đống đồ lễ rời khỏi nhà. Lúc này ông Đại cũng vừa chạy xe cướp tới trước cổng. Vậy là ông Vũ ngồi sau xe, ôm cái tiểu sành, để thằng em mình cầm lái, chạy ra khu đồng mã. Lúc đi ngang qua gốc đa đầu làng, cả hai thấy lão Tuấn đã ngồi ở đó từ bao giờ. Trên tay còn cầm theo một chai 65, chứa cái thứ chất lỏng được tạo ra từ tinh hoa của lúa gạo. Ông Đại dừng xe lại. Lão Tuấn thấy vậy liền tiến lại gần nói: Ôi, ai bác tới muộn vậy? Ủa, sao hồi nãy không qua nhà tôi rồi cùng đi luôn? Hồi nãy em cũng tính qua, nhưng mà nghĩ lại thôi, ở nhà phụ mẹ sắp nhỏ xay nốt cái mẹ đậu phụ, ngày mai mang ra chợ bán. Ờ vậy thôi, tôi chở đồ vô trước, lát cậu qua giúp anh em tôi nghe. Ông Đại nói xong rồi vặn ga, chiếc xe lập tức lăn bánh kêu lên bành bạch, rồi sau đó rẽ vào khu đồng mã. Chừng nửa tiếng sau thì lão Tuấn cũng xay xong đậu cho vợ, cho lững thững đi theo hai người đó. Vào đến bên trong khu đất chôn người đời sang cát, ông Vũ lật đật trải tấm bạc xuống trước nấm mộ của cụ Phong, sau đó sắp đổ cúng lên trên. Còn ông Đại thì quay xe trở về lấy dụng cụ đào mộ. Sau một hồi lây quay, cuối cùng thì mấy nén nhang cũng được thắp sáng, tỏa ra hương thơm nghi ngút. Lúc này lão Tuấn cũng vừa đến kịp nơi. Đằng xa, ông Đại chở đóng dụng cụ trên chiếc xe máy cũ đang trẻ vào khu đồng mã. Bọn họ quỳ trước cái mâm đồ lễ. Ông Vũ thành kính chân hương, xin trời đất thổ thần cho phép được thực hiện nghi thức cải táng mộ ông cụ thân sinh. Khấn xong, ông lại dùng hai đồng tiền đại để gieo lên cái đĩa. Sau tiếng âm thanh đồng xu va vào cái đĩa sứ nghe ken một cái, ông cầm lên sôi dưới ánh đèn pin, cho nói: Chưa được rồi. Đoạn ông lại khấn, lại xin, lại gieo đồng xu mãi đến lần thứ ba mới được chấp thuận. À, được rồi đó, hai chú chuẩn bị đào luôn đi, kéo qua giờ lành đó. Hai người kia nghe thấy vậy thì người cầm cuốc, người cầm xẻng tiến tới chỗ ngôi mã của ông cụ Phong. Họ bắt đầu thực hiện những nhát xẻng đầu tiên. Mộ chôn ở khu đất đồng mã này, qua vài năm đất sẽ cứng lại, khiến cho việc đào bới rất là khó. Cả ba phải thay phiên nhau làm việc, mãi mới lộ ra được cái tấm ván thiên của ông cụ. Dưới ánh sáng phát ra từ cái đèn ắc quy, có thể thấy cái nắp hòm làm bằng thứ gỗ trẻ tiện ấy đã bị thời gian làm cho một chỗ. Ông Vũ đặt cái xẻng xuống, nối với lên trên miệng huyệt. Chú Đại lấy cho anh cái xà beng nhổ đinh đi. Ông Đại nhảy ra khỏi cái hố, cầm cái xà beng trao cho ông anh mình. Lão Tuấn lúc này thì đang ở một góc trải tấm vải màu đỏ, để lát nữa còn rửa xương cốt cho cụ. Thấy ông Đại nhảy ra khỏi miệng hố, cầm cái nhổ đinh trao xuống, lão liền xách chai rượu lại chỗ miệng huyệt, đưa cho ông Vũ rồi nói: Bác từ từ đi, làm hốc trụ cho nóng người đã. Ông Vũ đón lấy chai rượu tu một ngụm lớn, xong rồi cảm thấy trong người nóng như có lửa đốt, liền nhăn mặt nói với lão Tuấn: Rượu gì mà nặng vậy chú? Lão Tuấn tặc lưỡi: Rượu này tuần trước á, em xin được của mấy tay bốc mộ làng bên, nó chuyên đặc trị cái mùi hôi từ trong quan tài
lúc mới mở nắp ra đó. Ờ, vậy hả? Ông Vũ hỏi, sau đó nhấp thêm một ngụm nữa, rồi mới đặt cái đầu cây nhổ đinh vào trong chỗ cái khe hở nhỏ giữa nắp và thân quan tài. Sau đó ông dùng sức bẩy một cái thật mạnh. Nắp quan tài bị tác động lực cũng từ từ hé mở ra. Mấy cây đinh đóng dọc hai bên cũng vì cái lực tác động đó mà bắt đầu kêu lên nghiến ken két, còng cọc. Chẳng mấy chốc sau, cái nắp ván thiên đã được nhấc lên một cách nhẹ nhàng. Bây giờ ông Vũ mới đẩy cái nắp áo quan sang một bên. Khi nắp quan tài cụ Phong vừa được mở ra, ba người đều đồng thanh thốt lên: "Trời đất, quan tài ông cụ ngập nước rồi." Đúng vậy, bên trong cổ quan tài trước mắt ba người đàn ông lúc này đã bị thứ nước màu đen xị như dầu hắt ngập gần tới miệng. Và cái thứ chất lỏng ấy phát tác vào bên trong không khí, một cái thứ mùi vô cùng khó chịu. Ông đại bên trên phải vô tình ngửi cái thứ mùi vị đó, lập tức bịt miệng chạy ra một góc, nôn thốc nôn tháo, xong rồi nốc luôn mấy hơi rượu mà vẫn cảm thấy giận họng. Lúc bấy giờ ông Vũ mới tự dưới hố nhảy lên, hít lấy hít để không khí trong lành. Đoàn lại chỗ em trai của mình nói: "Sao lại như vậy được chứ? Chẳng phải lão thầy bố tình toàn nào đó đó chú mời ở trên phố huyện vậy, nói chỗ này chôn cũng ổn lắm mà." "Ôi trời ơi, cái ngữ đó ban đầu em đã không tin rồi. Thế mà cái lúc cụ đang hấp hối, con mụ tâm nhà em lại cứ bắt em đi coi cho bằng được. Đúng là thầy với bà." Nói tới đây, ông đại hừ lên một tiếng rõ to: "Nghe mấy lời của mụ đàn bà, chẳng được tích sự mẹ gì, lại còn mất công mang tiền cúng cho cái lũ lừa đảo nè. Chẳng lẽ mai em lại lên phố huyện cào cụ nhà nó ra, cái thằng thầy chớm đó chứ." "Thôi, bây giờ tôi với chú có tức cũng chuyện đã rồi. Chú xem lấy cái khăn bịt mũ lại đi, cho phụ tôi vớt xương ông cụ lên, kẻo lỡ mất vợ tốt đó." Ông đại nghe xong liền mở cái bịch màu đen ra, lấy trong ấy ra mấy cái khăn mặt mới tinh đưa cho hai người. "Đã, hai chú ở trên đi, lo việc tắm cốt cho cụ, để một mình tôi xuống mò là được rồi." Ông Vũ nói dứt lời liền cầm lấy chai rượu của lão Tuấn, ngửa cổ tu một hơi lớn, cho dùng cái khăn bịt kín mũi lại. Sau đó leo xuống cái huyệt, bắt đầu đưa tay lần mò trong cái thứ nước đen ngòm kia. Ban đầu những khúc xương lớn như hộp sọ, ống tay, chân được đưa lên một cách dễ dàng. Bên trên ông đại cùng với ông Tuấn thay nhau dùng rượu lau rửa cho cẩn thận từng khúc xương một. Nhưng mà mặc cho hai người họ có rửa kỹ tới cỡ nào đi chăng nữa, thì bộ xương của ông cụ vẫn giữ nguyên một màu đen xị như gỗ mun. Bên dưới huyệt mộ, ông Vũ lúc này cũng đã vớt gần tròn vẹn đống hài cốt của ông cụ lên. Chỉ cần kiểm tra xem có sót lại mẫu xương nào hay không là có thể leo lên được. Để cho chắc chắn, ông Vũ từ từ mò mẫm một cách vô cùng cẩn thận. Khi mò tới gốc quan tài, bỗng dưng ông cảm thấy bàn tay của mình chạm vào một thứ gì đó mềm mềm. Cái thứ kia bị ông Vũ đụng trúng thì ngay lập tức động đậy, làm cho ông giật mình hoảng hốt, nhảy một cái ra khỏi miệng huyệt. Ông đại đứng ở bên trên đợi ông Vũ trao xương cốt lên để cho ông Tuấn rửa. Thấy hành động bất ngờ của ông anh mình, ông đại cũng giật mình ngã ngửa ra đằng sau, bàn tọa hạ cánh xuống nền đất cứng đau đớn. Lão Tuấn thấy vậy cũng thả dội khúc xương xuống cái thau rượu rồi đứng dậy hỏi: "Ồ, có chuyện gì vậy bác ạ?" Ông Vũ trung trung tay chỉ xuống cổ quan tài của cha mình mà nói: "Hình như tôi mò trúng phải con lương hay con trắng gì đó." Ông vừa mới dứt lời thì dưới cái thứ nước đen ngòm ấy, một con trắng từ từ ngóc đầu lên. Rồi ngay sau đó, con bò sát từ từ bò ra khỏi cái hố. Dưới ánh đèn, có thể thấy đó là một con trắng dài phải đến hơn 2 mét. Toàn thân của nó có màu vàng ống. Ấy vậy mà chẳng hiểu tại sao từ lúc nãy đến giờ ông Vũ lại không đụng trúng người con trắng đó. Chứ không thì mấy năm nữa lại bốc thêm một cái mộ cho mấy luôn rồi. Trong lúc cả hai anh em ông Vũ đều còn đang hoang mang vì cái sự lạ xảy ra trước mắt, thì lão Tuấn đã nhanh chóng chộp lấy cổ con trắng giơ lên cao. Nét mặt ông ta tỏ ra khoái chí lắm, trên miệng nở ra một nụ cười nham nhở: "Hừ, ai chà,
bắt được mày rồi nha, chạy đâu cho thoát con ơi. Con trắng bị bóp cổ, há mồm lồi ra hai cái răng nanh trắng đục. Cổ họng của nó liên tục phát ra những tiếng khì khì, làm cho anh em nhà ông Vũ thất kinh hồn phách. Ông Vũ vội vàng xua tay, lia lịa nói: "Mày chết, trắng ở trong mộ nó độc lắm, chú chớ bắt làm cái gì, kéo mang tai họa vào thân rồi." "Ôi bác cứ khéo lo, cái áo quàng của ông cụ bị hở thì con trắng này nó chui vô là bình thường thôi mà." Lão Tuấn nói xong định nhét con trắng vào trong cái bao tải. Ông Đại thấy vậy cũng lên tiếng khuyên ngăn: "Thôi chú ơi, người ta bảo có thợ có thiên, có thôi thôi, nếu như hai bác không thích thì để em đem ra ngoài chỗ cái ao nước đằng kia thả đi vậy." Ông Vũ nghe vậy liền gật đầu nói: "Ừ, chú mang đi thả đi, còn ở đây để anh em tụi tôi làm nốt cho." Rồi hai anh em ông lại bắt tay vào công việc chữa cốt cho ông cụ thân sinh. Còn lão Tuấn thì cầm con trắng trảo bước đi về phía cái ao nước cách bãi đồng mã này một đoạn không xa. Một lúc sau, tay Tuấn ấy quay lại thì thấy hai anh em nhà kia làm cũng sắp xong rồi. Lão chỉ cần chữa lại nốt mấy khúc xương để cho ông Vũ sắp vào bên trong cái tiểu sành. Sau khi kiểm tra chắc chắn là không còn sót mẫu xương nào, bây giờ cả ba mới yên chí đóng nắp quách lại. Lại còn dùng hầu dầu trét kỹ cái khe hở, rồi mới đưa ông cụ Phong qua một cái huyệt mộ mới và lắp đất lại. Khi nơi an nghỉ cuối cùng của ông cụ Phong được làm xong thì bây giờ trời cũng đã gần sáng. Ông Vũ lại tiếp tục bày thêm một mâm đồ cúng nữa để cảm tạ tổ thần. Đợi cho nhang tàn, cả ba thu dọn ra vậy. Ông Vũ móc trong túi ra 200.000 dúi vào tay lão Tuấn: "Chú cầm lấy ít tiền mua cho mấy đứa nhỏ ở nhà bịch bánh đi. Cảm ơn chú đã không quản ngại đêm hôm và đến giúp anh em chúng tôi nha." Lão Tuấn liền đẩy tay ông Vũ ra và nói: "Bác cứ khách sáo làm cái gì, bất kết tình nghĩa xóm làng đó. Hay cái chú này, tôi cho đây là cho đám nhỏ ở nhà chú, chứ không phải cho chú đâu. Phần chú tối nay qua nhà tôi, anh em mình đánh chén một bữa rượu thịt, không sai không vậy ha." Được rồi, bác nói vậy thì em nhất trí luôn." Lão Tuấn nở một nụ cười rồi nhét tiền vào trong túi, đoạn đi ra khỏi khu đồng mã. Hai anh em ông Vũ cũng leo lên xe máy ra về. Đợi cho chiếc xe máy của anh em ông Vũ chạy qua một đoạn xa, lão Tuấn liền quay đầu đi về phía cái ao nước lúc nãy mình đã thả con trắng ở đó. Khi lão Tuấn về đến nhà, cũng là lúc bà Hà, vợ của lão, cắp cái mẹt đậu hũ nóng ra chợ bán. Thấy chồng về, bà liền nói: "Bố nói nhớ tắm qua nước lá tôi đun để dưới bếp đó, cho trôi cái mùi âm khí đi, không là suối quẩy lắm đó." "Bà chỉ vẽ chuyện, nhưng mà thôi được rồi." "Ấy là tôi lo cho ông, nên mới dặn kỹ như vậy. Bốc mộ về không tắm rửa sạch sẽ, đổ bệnh ra thì khổ ông chứ khổ ai." Rồi bà cắp cái mẹt đậu thủng thẳng đi ra chợ, để mặc cho ông chồng muốn làm cái gì thì làm. Vào đến nhà, lão Tuấn lớn tiếng gọi đứa con trai cả: "Thằng Tú đâu rồi? Ra đây thầy bảo coi." Anh Tú ở dưới nhà tranh thủ băm nốt đống bèo tay cho lợn, nghe thấy bố gọi mới vội rửa qua cái tay rồi chạy lên nhà trên. "Dạ thầy gọi con." "Anh đem con trắng này xuống dưới nhà đi, làm sạch để trưa nay nấu." Vừa nói, lão vừa đưa cái bao tải về phía thằng con trai mình. Anh Tú mở cái bao ra, cũng giật mình vì độ lớn của con trắng. "Yên tâm đi, tao đập đầu nó rồi. Tranh thủ làm nhanh lên, còn đi ngủ nữa. Chứ làm ca ba về không ngủ, sức đâu mà chịu nổi." Anh Tú gật đầu dạ một tiếng, rồi cầm cái bao tải ra sân giếng làm thịt con trắng. Ngày hôm ấy vợ chồng lão Tuấn cùng ba đứa con trai được một bữa thịt trắng no nê.
Đến tối lão còn mang một đĩa chả trắng qua nhà ông Vũ góp mồi, nói dối là chả ếch anh Tú đi sôi được. Mọi việc cứ thế êm đềm trôi qua cho đến hơn 3 tháng sau, khi mà cả nhà lão Tuấn đã quên đi cái bữa thịt trắng vàng trong quan tài của ông cụ Phong, thì xảy ra chuyện. Đêm hôm ấy là một ngày cuối thu, tiết trời mát mẻ. Hai vợ chồng lão Tuấn đang nằm trên cái giường gỗ kê cạnh cửa sổ, tranh thủ ngủ một giấc đi, để một lát dậy còn xay đậu làm hàng cho bà vợ của lão sáng mai mang ra chợ bán. Bà Hà đang nằm tận hưởng luồng gió mát hiu hiu len qua khung cửa sổ, thì bỗng dưng bà nghe thấy, lẫn trong tiếng xào xạc của đám lá khô sau nhà, có âm thanh phì phì rất to. Bà vì cái âm thanh ấy mà giật mình ngồi phắt dậy. Ông ơi, hình như có con rắn lớn lắm vừa bò vào cửa sổ nhà mình đó. Bà nói lớn để gọi chồng, nhưng lão Tuấn lại không có phản ứng gì. Bà gọi thêm một lần nữa. Nè, ông ơi. Bà với tay ra chỗ cái công tắc, bật cái đèn sáng lên. Khi ánh sáng vừa bao phủ khắp căn phòng, cũng là lúc mà bà Hà hốt hoảng la toáng lên. Ôi trời ơi, ông bị làm sao như vậy ông ơi? Thằng Tú cùng hai thằng em trai của mình đang ngủ ở phòng bên cạnh, nghe thấy tiếng mẹ la thất thanh cũng giật bắn người lao sang. Qua tới nơi, cả ba đứa nó thấy cả cơ thể lão Tuấn ướt đẫm mồ hôi, mặt mũi thì trắng bệch, chẳng khác gì cái xác chết trôi cả. Đã thế tay chân ông còn liên tục co quắp, trông đến quái dị. Trên cái khóe miệng của lão Tuấn chảy nhớt chảy ra lè tè theo từng nhịp trung hừ hừ phát ra trong cổ họng của ông. Anh Tú vội vàng hô lên rồi lao vào cổng bố ra ngoài sân. Bố bị trúng gió rồi, để con đưa bố đi trạm xá cấp cứu gấp. Thằng Thành, con trai thứ của lão Tuấn, cũng nhanh trí dắt chiếc xe máy của anh trai ra ngoài ngõ. Chỉ còn thằng Tân mới có hơn 3 tuổi là không biết làm gì. Anh Tú đặt cha mình lên yên sau để cho bà Hà cọc, quay sang nói giọng gấp gáp. Thành à, mày nhà trong thằng Tân, để tao chở bố đi cấp cứu nghe. Nói xong anh nổ máy ngay, cho con xe lao vụt đi trong đêm tối tới trạm xá xã. Bà Hà ngồi sau ôm chồng mình mà chẳng cảm nhận được một chút hơi ấm nào từ cơ thể cô mấy. Toàn thân lão Tuấn bây giờ lạnh toát tới độ, nếu không có những tiếng trên hừ hừ phát ra từ cổ họng của lão kia, chắc có lẽ bà vợ đã nghĩ rằng mình đang ôm một cái xác chết. Vào tới trạm xá, người ta phải đưa lão Tuấn ngay tới phòng cấp cứu. Bằng sự tận tình cứu chữa của các y bác sĩ, tới sáng hôm sau, ông Tuấn qua cơn nguy kịch, nhưng vẫn còn mê man tới mấy ngày liền. Trong cơn mơ, thi thoảng lão lại liên tục van xin một ai đó. Tha cho tôi, tha cho tôi đi bà. Cho đến khi bước sang ngày thứ năm, bà Hà mới thấy chồng mình tỉnh lại. Nhưng khi mở mắt ra, thần trí lão Tuấn không còn được như xưa nữa. Bây giờ lão cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn cả ngày, ai hỏi cái gì cũng không biết cả. Về phần vợ con lão Tuấn, họ đều cho rằng chồng mình, cha mình có thể bước qua cửa tử ấy là đã hạnh phúc lắm rồi, mà không hề mảy may hay biết rằng cái sự thay đổi tính nết của lão Tuấn kia mới chỉ là bắt đầu cho chuỗi bi kịch ập xuống gia đình mình mà thôi. Mấy ngày sau, lão Tuấn được vợ con đón về nhà chăm sóc. Một tuần đầu chẳng khả quan hơn là mấy, cứ đến giữa khuya là lão lại đưa ánh mắt thất thần nhìn qua khung cửa sổ, miệng liên tục lẩm bẩm kêu khóc không rõ tiếng, nghe hình như là van xin một ai đó tha mạng. Cho đến hơn một tháng sau, lão Tuấn không còn kêu la nữa mà trở nên lầm lì đến khó hiểu. Lão cứ lủi thủi đi quanh làng bất kể là ngày hay đêm, khiến cho bà Hà và mấy đứa con nhiều phen nháo nhào phải đi tìm kiếm. Có lần mấy bà hàng xóm quanh đó giữa đêm khuya thanh vắng phải lội xuống cái ao gần đó mà tìm chồng giúp cho bà Hà, vì họ sợ rằng chẳng may lão Tuấn đi ra bờ ao rồi lộn cổ xuống đó thì khổ. Cả đám thanh niên ngụp lặng dưới cái ao gần nửa tiếng mà không thấy gì, cho đến khi có một thằng cầm cái đèn pin vô tình sôi lên một cái ngọn bụi tre mọc ở gần bờ ao, thì nó bỗng kêu lên. Ôi trời!
nó chỉ tay lên tít ngọn tre. Mọi người thấy vậy cũng hướng con mắt về cái tay nó, thì thấy vắt vẻo trên ngọn tre ấy chính là lão Tuấn mà từ nãy tới giờ cả làng đang tìm kiếm giáo giác. Họ chẳng hiểu tại sao cái tên hâm dở này lại có thể leo lên tít ngọn tre uốn éo như một con mãng xà, mà cái cây tre nó không hề bị cong xuống như vậy được. Vậy là anh Tú cùng với đám thanh niên lực lưỡng trong làng phải hò vô uốn cong cây tre xuống mới có thể lôi cha mình xuống khỏi đó. Sau vụ việc đó, người làng lại dấy lên tin đồn rằng lão Tuấn Hâm ấy bị ma làm cho điên dại. Cái tin đồn ấy chẳng biết chính xác đến bao nhiêu, mà người làng cứ thấy lão đi ngang qua thì lại trùng mình nhớ đến cái cảnh tượng tối hôm đó. Nhưng cũng có vài người tặc lưỡi nói rằng thời này bọn Tây Tạo nó lên cung trăng trồng khoai lang cả rồi, lấy đầu trà mà với chẳng quỷ. Còn về cái phần lão Tuấn hả, có dở dở ương ương một tí, nhưng mà không phá làng phá sớm là được rồi. Thời gian cứ một tháng êm đềm trôi qua, nếp sinh hoạt của gia đình lão Tuấn cũng dần bình thường trở lại. Và dường như dạo này lão cũng ít đi lang thang ra ngoài đường, cả ngày chỉ nằm cuộn tròn người trong góc giường. Người dân làng Phủ Quang không thấy lão hâm dở ấy đi lang thang nữa, thì lại gặp phải sự việc bị mất trộm gà. Ban đầu có mấy nhà nuôi mấy con gà mái ấp chỉ mất một vài quả trứng thôi, nên cũng chẳng thèm để ý gì, vì xưa nay lũ chuột lâu lâu cũng ghé thăm mà, tiện thể trộm vài quả trứng ăn chơi. Nhưng sau khi liên tục mất sạch trứng, qua vài ngày vào chuồng kiểm tra mà lại chẳng thấy cọng lông con gà mái đâu cả. Lúc ấy mọi người mới biết là kẻ cắp kia không phải là mấy anh Tí, mà đích thị là kẻ trộm. Bây giờ họ mới lật đật đi mua đồ về sửa lại chuồng gà cho chắc chắn. Lũ gà nhờ thế mà cũng không bị kẻ trộm hóa kiếp trong lúc say ngủ nữa. Cho đến một ngày đầu đông, buổi sáng hôm ấy, mọi người nghe cái giọng chửi chua loét của con mụ tám bắn cá ở giữa làng, bèn kéo nhau ra xem. Tới nơi, cả làng thấy mụ đang xắn ống quần cao lên đến bẹn mà gào lên ầm ĩ. À, tổ sư cha cái thằng má mẹ nào ăn cắp gà nhà bà nha. Để bà truyền đời á, bà báo kiếp cho cái lũ nặc nô chúng mày biết. Cho vĩnh cái tai lên mà nghe cho rõ lời bà nè. Trời ơi, gà nhà bà là gà vàng gà bạc, bà nâng như nâng trứng, hứng như hứng qua vậy, mà má cha chúng mày lại ăn cắp gà nhà bà. Mày ăn gà nhà bà thì thần nanh vang mỏ đỏ nó mổ cho xanh cỏ cái lũ nhà ăn cắp mày. Các làng Phủ Quang đều biết cái tính chua ngoa của con mụ hàng cá đó. Mỗi lần mụ cất giọng oanh vàng thì cứ nói là cào hết da phả kẻ bị chửi, đổ hết xuống sông. Mà cũng chẳng hiểu làm sao hôm nay bà ta lại cứ hướng mỏ về phía nhà bà Diễm mà buông lời mạt sát. Nói về bà Diễm, hàng xóm của bà Tám cũng chẳng phải một tay vừa. Chợ làng có bà Tám bán cá thì cũng có Diễm bán tôm. Tôm cá gặp nhau cứ phải nói là chửi ầm ầm, không ai chịu kém cạnh. Bà Diễm thấy con mụ kia cứ hướng về nhà mình mà chửi từ sáng tới giờ, trong người nổi cơn tâm bành, bà lao ra chỉ thẳng mặt bà Tám. Nè nè, cái con mụ kia, ai thèm ăn cắp gà nhà bà? Bà Tám đang chửi ngon mồm, thấy cái kẻ mình đang muốn cào mồ đi ra thì lại nổi cơn lên. Mụ mặt đỏ tía tai, mắt long lên sòng sọc, ngay lập tức nhảy sấn tới chỉ thẳng mặt cái kẻ kia mà quát lớn. À, chứ mày không ăn cắp con gà của tao thì chó nó tha lông vào giường nhà mày hả? Cái con mụ hâm này, lông bay vô nhà nào thì nhà đó ăn trộm. Thế sao mụ không đến nhà lão Sâm làm chỗ lông gà cuối làng đó mà bắt đền đi? Mẹ nó, đúng là cái thứ hâm điên mà. Mày nói ai hâm điên hả mày? Cả hai người bọn họ vừa chửi vừa lao vào nhau chiến đấu bằng những cú vả trời giáng. Thì bỗng ở phía xa có một người đàn ông phóng chiếc xe rim chen giữa hai con sư tử thắng một cái két. Nhìn lại mới biết đó là ông Lâm làm chổi lông gà. Lão hắt xì một cái rõ to rồi nói với giọng gấp gáp. Xảy ra chuyện lớn rồi, thế mà hai bà còn đứng đây cãi nhau được sao? Hai bà khi nãy như nước với lửa gặp nhau, tự nhiên nghe ông Lâm nói vậy thì tròn mắt ngạc nhiên, đồng thanh mà hỏi giọng. Sao, có chuyện gì nguy cấp hả bác? Mấy người đứng ở đó cũng xúm lại hỏi han,
Bây giờ ông Lâm mới thở dài một tiếng. Thằng Tú còn lão Tuấn, đêm qua bị tai nạn lao động mất rồi. Sau cái thông tin phát ra từ miệng người đàn ông, mọi người bắt đầu nhao nhao cả lên. Này, sao ông biết vậy? Thì hồi nãy tôi đi ngang qua trạm xá mới nghe thông tin xong nè. Lão nuốt nước bọt rồi chỉ tay về phía cổng làng mà tiếp tục. Đó, xe chở xác nó về tới đầu làng rồi kia kìa. Tôi còn nghe mấy đứa làm cùng với thằng Tú nói nó bị máy cắt trong công ty xẻ đôi người ra luôn đó. Hay ghê lắm. Trời đất ơi, vậy sao? Cả hai bà lúc nãy còn đang cãi nhau, bây giờ lại một lần nữa tâm đầu ý hợp lên tiếng. Đoạn bọn họ rủ nhau đi ra đầu làng hóng tin tức, bà quên luôn cả việc chửi nhau vì mất gà lúc nãy. Và họ không hề hay biết con gà mái tơ của bà Tám bán cá bây giờ đang ở cùng với lão Tuấn Điên trong một góc tối. Từ cái nơi tối tăm ẩm thấp phát ra mùi máu gà tanh tưởi cùng với tiếng nhai nhớp nhép và cả ánh mắt trực đỏ lên như hai hòn than nóng của cái lão điên đó. Chẳng mấy chốc, chiếc xe cứu thương màu trắng từ từ lăn bánh tiến về phía cổng làng. Người dân ở đó khi biết tin thằng Tú chẳng may bị tai nạn lao động chết đều tỏ ra thương tiếc lắm. Các đoàn người trôm trướm nước mắt đi sau xe lão tới tận nhà lão Tuấn Điên. Ở trong nhà, hai đứa em trai thằng Tú mặt thất thần đi ra đón cái quan tài chứa xác của anh nó vào trong sân. Còn bà Hà, từ lúc nghe phía công ty báo tin dữ, bà xỉu lên xỉu xuống từ tối hôm qua. Tới giờ thì đã chẳng còn sức mà lết được ra khỏi giường. Lão Tuấn dở dở hâm hâm, chẳng cần nói đến làm gì. Mà đến bây giờ cũng chẳng biết lão ấy đi đâu. Đúng là khổ, tai họa nó ập đến cho con mà bố thì chẳng hay biết gì cả. Thi thể anh Tú được phủ khăn trắng đặt lặng lẽ trước sân. Bên trong nhà, tiếng khóc từ những người thân trong gia đình bắt đầu ai oán hơn. Cảnh tượng ấy làm cho mấy người kéo đến xem đều xúc động, rơi nước mắt. Anh Tú chết oan, lại chết đúng vào giờ độc, cho nên đám ma của anh diễn ra chóng vánh lắm. Chẳng mấy chốc, cả đội kèn Sona lại có dịp tấu lên những khúc nhạc não lòng. Tới trưa thì mấy người làm công nhân chung xưởng với anh Tú mang đến một vòng hoa. Bên trên có ghi dòng chữ thành kính phân ưu. Sau khi viếng xong, họ lại bàn ngồi uống nước. Bây giờ bà Tám mới xách bình nước trà xanh tới, lân la bắt chuyện. Nè, mấy đứa uống trà ăn bánh đi. Một anh công nhân độ hơn 30, có mái đầu vàng, lên tiếng nói. Dạ cảm ơn cô. Bà Tám bắt được sóng, liền kéo cái ghế ngồi xuống phía đối diện. Bà hỏi, thế mấy đứa làm chung với thằng Tú đó hả? Dạ, tụi cháu làm chung tổ với anh Tú đó. Rồi người thanh niên ấy lại lắc đầu, rùng mình một cái. Bởi lẽ chính anh ta là người đã tận mắt chứng kiến cái chết của đồng nghiệp đang nằm bên trong quan tài kia. Tú nó ra đi thảm lắm cô à. Bà Diễm bán tôm nãy giờ cũng đang lo trà nước ở bàn bên cạnh. Nghe thấy vậy liền sang bàn bên này nghe ngóng tình hình, để mai có cái mà buôn dưa lê ở ngoài chợ huyện. Ở cái làng Vũ Quang này, hai mụ ấy tuy hơi lắm chuyện một chút nhưng được cái rất nhiệt tình. Cũng may mà có hai mụ phụ giúp cho nên việc tiếp quan khách đến phiến đám cũng đỡ được một phần nào. Thế thằng Tú bị làm sao mà chết dữ vậy? Bà Diễm hỏi, mắt vẫn không thèm nhìn cái người sáng nay đã gây lộn với mình. Một người phụ nữ độ hơn 40 tuổi trong đoàn đến viếng của công ty nghe xong liền quay qua trả lời. Cậu ấy chết do tai nạn lao động bác à? Cái đó bác biết rồi. Nhưng mà mấy đứa có thể kể chi tiết như thế nào cho bác nghe được không? Bà Hà bây giờ cũng đem bộ mặt thất thần từ trong nhà đi ra chỗ mấy người bọn họ. Cả người mẹ và cậu thanh niên tóc vàng đều bắt đầu nhớ lại những cảnh tượng xảy ra chỉ chưa đầy một ngày trước. Trở lại cái đêm cuối cùng, anh Tú còn có thể đi tới công ty làm việc. Dạo này vì phải phụ bà Hà lo thêm phần kinh tế cho em ăn học và chữa cho chứng bệnh tâm thần của cha, vì thế Tú thường hay tăng ca lắm. Chiều hôm qua cũng vậy, sau khi phụ mẹ làm xong mấy công việc ở nhà, nhìn lên đồng hồ thấy cũng đã qua 6 giờ.
anh vội khoác lên người bộ quần áo công nhân, chắc chiếc quay tàu, nổ máy định vặn ga lao đi, thì có tiếng bà Hà từ bên trong nói vọng ra: "Thằng Tú ăn cơm cái đã, cho hắn đi làm con." "Dạ thôi mẹ, con mới ăn cơm lúc chiều rồi. Mà đằng nào vào trong công ty cũng có bữa khuya mà, mẹ lo gì." Rồi anh cho chiếc xe cà tàng của mình phóng thẳng ra ngoài đường. Bà Hà nãy giờ chẳng hiểu làm sao mà cứ cảm thấy trong ruột cứ nóng như lửa đốt. Người mẹ ấy liền theo thói quen ra đứng trước cổng nhìn về phía xa xa, cho đến khi bóng dáng của Tú khuất hẳn sau lũy tre làng mới quay trở vào trong nhà xem hai đứa con học bài. Về phần anh Tú, đến công ty anh vẫn làm việc như mọi ngày. Công việc chính của anh là bảo trì mấy cái máy cắt giấy công nghiệp, cho nên nó cũng không đến nỗi phải luôn tay luôn chân như những công nhân sản xuất. Chỉ có điều người ngợm thì lúc nào cũng lấm lem dầu mỡ. Từ tối đến giờ, mấy cái máy cho anh Tú đảm nhận việc chăm sóc đều chạy một cách rất êm ru, không có một sự cố nhỏ nào xảy ra cả. Anh nghĩ bụng: "Có bộ đêm nay được chợp mắt một chút rồi, chẳng bù cho đêm hôm qua. Có bốn cái máy mà hư mất bốn hết hai cái rồi." Anh liền trút tấm bìa cạc tông, tìm một góc tối trải xuống để ngủ. Nhưng khi chưa kịp đặt lưng thì cái máy cắt số 4 bỗng dưng kêu két lên một tiếng rất to và dài. Sau đó nó khựng lại, không thèm làm việc nữa. Người công nhân đứng máy đó thấy vậy liền ấn cái nút báo hỏng gọi anh Tú đến. Anh Tú vừa định ngủ thì bị tiếng chuông reng reng phá mất. Trong lòng cảm thấy hơi bực, nhưng cũng chạy vội về phía người công nhân kia. "À, gì tóc vàng kia, sao ông dùng máy như phá vậy? Từ hôm qua tới giờ tôi sửa không dưới chục lần cái máy này cho ông rồi đó." Người thanh niên nghe Tú nói vậy, đưa tay lên gãi gãi bộ tóc vàng của mình, sau đó mới cười một cách nhăn nhó khó coi. "Là do máy chứ không phải do tôi đâu." "Thôi được rồi, tránh qua bên đi, để tôi coi cho." Tú xách bộ dụng cụ của mình đặt trước cái máy, bắt đầu công việc sửa chữa. Cái máy hôm đó chắc cũng mắc một chứng bệnh khá là lạ. Nó khiến cho anh phải lay quay gần một tiếng đồng hồ mà vẫn chưa tìm ra được nguyên nhân. Thời gian càng trôi qua, anh lại càng cảm thấy sốt ruột hơn. Thêm 30 phút nữa, mọi việc cũng không tiến triển gì. Anh Tú định chui ra khỏi cái máy thì ngay lúc này bên tai anh có âm thanh từ đâu vọng đến rất đều. Kịch, kịch, kịch. Anh Tú thấy vậy liền lắng tai nghe xem âm thanh ấy là cái gì và nó từ đâu tới. Bỗng dưng anh nhìn thấy trong góc xưởng phía xa có một ai đó đang liên tục lặp lại một động tác giống như đang cầm một con dao chặt xuống một thứ gì đó. Hành động kỳ lạ của người kia khiến cho anh cảm thấy hết sức ngạc nhiên, không thể rời mắt khỏi đó. Nhưng anh lại không thể nhìn rõ được đó là ai. Âm thanh ấy vẫn vang lên một cách đều đều, và cái người lạ mặt kia cũng từ từ rời khỏi bóng tối, tiến lại gần chỗ anh Tú hơn. Tiếng kịch kịch theo từng nhịp di chuyển của kẻ lạ mặt, cho đến khi người đó rời hẳn khỏi bóng tối. Cũng là lúc mà anh Tú hoảng loạn cực độ, muốn la hét toáng lên, bởi vì thứ đang tiến về phía anh không phải là một con người bình thường, mà là một con quái vật. Con quái vật ấy có cái đầu của một ông lão hơn 70 tuổi, trên khuôn mặt mọc ra bốn sợi râu bằng thịt như ria con cá chép vậy. Ngoài ra trên trán ông ta còn có hai cái sừng uốn cong tới tận sau gáy. Gắn trên cái đầu quái dị ấy là thân thể của một con rắn rất dài, với những cái bẫy màu vàng lấp lánh, ước chừng mỗi cái phải to bằng ngón tay cái của người trưởng thành. Trên lưng con rắn ấy lại có thêm một lớp vây màu đỏ sắc nhọn đang không ngừng chuyển động, nhấp nhô lên xuống. Sắc mặt của anh Tú lúc bấy giờ trở nên sợ hãi tột độ trước hình thù quái dị của cái thứ đang hiện hữu trước mặt mình đây. Toàn thân anh run rẩy, bộ não muốn quay lưng bỏ chạy, nhưng tay chân lại không chịu làm theo mệnh lệnh nữa. Con quái vật kia nhìn thẳng vào mắt nạn nhân của nó, khiến cho người thanh niên xấu số như bị thôi miên, mà từ từ tiến bước tới gần chỗ cái máy cắt. Cậu Duy tóc vàng nãy giờ không biết có chuyện gì xảy ra, cậu vẫn vô tư lên mạng lướt lướt điện thoại, cho đến khi âm thanh cái máy cắt kêu lên trẹn trẹt,
cậu ta mới giật mình nhìn sang, thì thấy anh Tú đang nằm giữa cái bàn cắt để cho con dao từ từ đẩy tới. Tú ơi, mày làm gì vậy? Cậu ta la toáng lên một cách hốt hoảng, rồi vội vàng lao tới kéo bạn mình ra khỏi đó. Nhưng dường như cả cơ thể của Tú bị một lực gì đó tác động lên, khiến cho Duy gồng cả người vẫn không tài nào kéo ra được. Cậu ta la toáng lên, mấy người ở gần đó cũng lao sang giúp đỡ. Có người bấm nút dừng khẩn cấp cả chục lần, mà cái máy vẫn chạy một cách ầm ầm ngay trước con mắt thất kinh của mọi người xung quanh. Những người đó không biết rằng cơ thể của Tú giờ đây đang bị cái đuôi con quái vật kia đè chặt xuống, để cho lưỡi dao sắc lẹm cắt ngang qua ổ bụng. Lưỡi dao từ từ cắt ngang qua cơ thể anh Tú, tạo ra âm thanh rèn rẹt, nghe đáng sợ vô cùng. Chẳng mấy chốc mà cổ thi thể của anh bị cái máy cắt chia ra làm đôi. Phần thân trên cùng với bộ nội tạng sổ ra đầy cái bàn cắt, còn phần thân dưới thì rớt xuống nền xi măng. Bắp chân cái xác vẫn còn co giật lên một cách liên hồi, giống như một con cá mắc cạn. Máu me từ hai phần cơ thể thi nhau trào ra lênh láng, kèm theo một mùi tanh hôi đến lợm giọng, khiến cho mấy người có mặt tại đó xám ngoét mặt mày, chẳng ai bảo ai, thi nhau chạy ra khỏi xưởng mà nôn thốc nôn tháo ra. Người thanh niên tên Duy đó đã kể được câu chuyện đến đây, thì cả bàn bất giác cũng trùng mình một cái. Cảm giác như có một luồng hơi lạnh chạy dọc theo sống lưng lên tới gáy. Nhìn về phía hiên nhà, cái quan tài màu đỏ của anh Tú đang được một vị sư gõ mõ tụng kinh đều đều. Ở bên góc sân, lão trưởng đoàn Trăng Vẫu lại bắt đầu cất lên tiếng trên trĩ, hòa lẫn với bản nhạc ai oán của đội kèn, để chào một đoàn khách khác vừa đến viếng thăm. Mọi thứ cứ diễn ra như vậy cho đến sáng ngày hôm sau. Thi thể của Tú được cho lên xe tang chở ra ngoài Đồng Mã, chuẩn bị làm hàng xóm với cụ Phong, nhà ông Vũ. Chiếc xe màu vàng gắn trồng vượng từ từ lăn bánh trên con đường làng, kéo theo sau đó là hàng loạt những tiếng khóc ai oán nỉ non, cùng với giấy tiền vàng bạc thi nhau tung bay mịt mù trong gió. Cái quan tài chứa xác anh Tú sau vài nghi thức cúng bái bây giờ đã nằm yên dưới đáy huyệt, để cho người làng bốc đất mà thả vào trong, coi như kết thúc kiếp sống của một con người. Chỉ có lão Tuấn, cha anh Tú, là không hề lại chỗ đám tang của con trai mình. Lão chỉ đứng ở một góc xa xa, trên môi thi thoảng nở ra một nụ cười quỷ dị, rồi lại ngây dại trông chẳng khác gì một đứa trẻ lên ba. Cái chết của thằng con trai cả làm cho bà Hà suy sụp tinh thần lắm, mặt mũi lúc nào cũng hốc hác thiếu sức sống. Lại cộng thêm cái tin từ lão thầy bối tên Toàn kia, lại làm cho bà thêm phần lo lắng. Chuyện là sáng nay bà có qua nhà lão ấy và được một câu phán sanh trận. Thằng Tú con trai của bà đó là chết vào cái giờ rất độc, chắc chắn là dính trùng tàn. Nếu mà không mau sắm lễ cho thầy qua giải, nó sẽ đưa thần nanh vàng mỏ đỏ về, dắt cả họ xuống dưới âm phủ mà làm lính trùng theo nó đó. Chẳng biết lời của lão thầy bối nói là đúng hay sai, nhưng nó lại đánh trúng vào tâm lý của bà Hà. Thế là bà làm theo lời dặn ngay, rút sổ tiết kiệm được một số tiền, sắm cái lễ cúng to lắm, lại mời lão đến để mà chiên trống trần trần suốt 3 ngày đêm. Vậy mà đến khi lão chuẩn bị đọc xong bài cúng học thuộc lòng trong cuốn sách mua mấy trăm ngàn trên phố huyện, thì nhà bà Hà lại xảy ra một sự cố đáng tiếc thêm một lần nữa. Sáng hôm ấy, trong lúc đang xì sụp vái lại sau lưng thầy Toàn, lúc nhìn lên bàn thờ thì bà Hà thấy hai cây nến trên đó đã cháy gần hết. Bà liền lấy trong túi ra mấy chục ngàn đưa cho thằng Thành, xài nó đạp xe ra chợ mua thêm mấy cây nữa về thắp. Thằng con thứ của bà đang dỗ em, nghe thấy mẹ nói
Nó liền đặt thằng Tân đứng xuống đất, sau đó cầm tiền leo lên xe đạp mà phóng đi. Buổi lễ giải thần trùng vẫn được cả thầy bối ấy cho diễn ra một cách bình thường, cho đến hơn 20 phút sau, khi mà tiếng chuông mỏ của lão Toàn vẫn còn đang cua khoáng loạn xạ, thì từ ngoài cổng nhà có một người đàn ông chạy vội vào trong đàn lễ. Sắc mặt ông ta trông hoảng hốt lắm, miệng liên tục nói lắp bắp không thành câu. Bà Hà ơi, chết rồi. Bà Hà đang thành tâm khấn lễ, thấy ông hàng xóm tự nhiên lao vào nhà mình, còn la cái gì mà chết, cũng tỏ ra khó hiểu lắm. Bà tròn mắt hỏi lại: Chết cái gì vậy anh Năm? Ông Năm liền chỉ tay về phía xa mà nói gấp gáp: Thằng Thành con trai của chị, nó bị xe công nông cuốn vào gầm ở đầu làng kia kìa. Vừa dứt lời, cả ba người vội vàng bỏ luôn cả đàn lễ, thiếu điệu vắt chân lên cổ, chạy một mạch ra phía cổng làng. Lão Tuấn ở trong nhà nhìn thấy mấy người bọn họ chạy đi, chỉ biết vỗ tay đọc lên một bài đồng dao, chẳng biết là học được ở đâu. đập đầu trắng, cắt làm ba, khúc cho cha, khúc cho mẹ, khúc dành con. Đập đầu trắng, cắt làm ba, chết cả ở nhà, cả ở nhà chết. Đọc xong, lão ấy lại ngửa cổ lên mà cười khanh khách. Phía đầu làng Vũ Quang, bà Hà cùng mấy người dân hiếu kỳ gần đó cũng chạy tới nơi, chỗ hiện trường tai nạn. Nhìn thấy một cái xe công nông màu xanh xám đang đậu chình ịnh ngay giữa đường. Bên dưới gầm chiếc xe đó là cái xe đạp dúm gió của thằng Thành. Còn ở phía sau cách đuôi mấy mét là thằng con trai thứ của bà Hà, đang nằm trên bụng máu chảy lên láng nhuộm đỏ cả một góc đường. Cái bánh xe công nông cán ngang qua ngực nó, khiến cho phần thân thể ấy trở thành một đống bầy nhầy, máu in rõ vết lớp xe kéo dài trên mặt đường. Bà Hà trông thấy cảnh tượng thì lăn ra ngất xỉu ngay. Còn lão Toàn phong thủy thì mặt mũi tái xanh tái xám, vội tìm cách thoái lui. Một người hàng xóm gần đó thấy lão Toàn, thấy mấy ngày nay lão làm ầm ĩ mà không ngủ được, mà cũng chả ra cơm ra cháo gì, liền kéo tay thầy lại hỏi: Thầy cũng giải trùng cho người ta kiểu gì mà chưa xong gia chủ đã bị lôi đi là sao? Giải trùng thì cũng phải làm cho xong thì thần trùng mới không bắt chứ. Đằng này tôi chưa cúng xong, nhà nó đã chết rồi. Thế thì không phải lỗi của bậc thầy phong thủy như tôi đây đâu. Rồi lão Toàn lẫn vào trong đám đông mất hút, không cả dám ngoái đầu lại. Lão vừa đi vừa lẩm bẩm: Trời ơi, bắt người ngay cả lúc thầy đang làm phép. Chết bất thù. Đầu hơn 15 phút sau, bên công an xã cử mấy đồng chí xuống hiện trường đo đạc và lấy lời khai. Bây giờ người tài xế công nông mới kể lại sự việc. Thưa cán bộ, lúc nãy em chở đất thuê cho nhà ông Vũ để ông ta xây lại cái tường trào. Khi tới chỗ này, em đang chạy hết sức là chậm rãi, thì tự dưng em nghe cái tiếng rộp rộp bên hông xe. Lúc đó em nghĩ mình vừa cán phải một thứ gì đó, mới vội vàng tắt máy nhảy xuống xem. Thì trời đất ơi. Người tài xế kể đến đây thì da gà thi nhau nổi lên, vì rõ ràng khi đi ngang qua khúc này, ông ta không hề nhìn thấy một đứa trẻ chạy xe đạp nào đi chung với mình cả. Cho đến khi vụ tai nạn xảy ra thì lúc đó đã quá muộn rồi. Lão tài xế ấy nghĩ bụng: Thôi thì sau chuyến này về chắc khu non luôn quá. Đến chiều hôm ấy, nhà lão Tuấn Điên lại một lần nữa dựng rạp, cắm cờ. Đôi kèn lại tiếp tục thổi lên đôi ba khúc nhạc réo rắt, tiễn thêm một người xấu số nữa về với đất mẹ. Người làng Vũ Quang này thấy cái sự ấy thì đoán chắc chắn nhà lão Tuấn bị trùng rồi, mà bị nặng nữa là đằng khác. Cái đám tang cho thằng Thành diễn ra tới lúc nửa đêm, khi mà bọn thanh niên làng đang xúm nhau chơi bài tiếng lên trước cái quan tài, thì ông Vũ từ ngoài cổng sòng sọc chạy vô, miệng liên tục la lớn: Cứu thằng Tân đi. Mọi người trong cái đám tang còn chưa kịp hiểu chuyện gì, thì ông đã chạy ra chỗ cây nhãn sau vườn nhà bà Hà. Thấy thế,
mấy người canh quan cũng xách đèn pin chạy theo. Tới gốc cây nhãn, ông Vũ hét lớn: "Tân à, xuống đi con!" Mấy người cầm đèn pin nghe tiếng quát, theo phản xạ hướng ánh đèn trội lên trên cành cây. Lúc bấy giờ mới tá quả khi thấy thằng con út của gia đình ông Tuấn đang ngồi vắt vẻo trên một cành nhãn, mắt nó long lên sòng sọc, nhìn xuống đám người bên dưới. Trên cổ nó trồng sẵn một sợi dây thòng lọng, chỉ cần ngã xuống một cái thôi, chắc chắn sẽ bị sợi dây xiết cho gãy cổ mà chết đi. Trong lúc mọi người đang luống cuống không biết phải làm sao, thì có hai thanh niên trong làng nhanh trí bắt cái thang tre dựng ở góc vườn, leo lên trên cây nhãn. Nhưng khi người thanh niên sắp chạm vào được đứa nhỏ, thì cả cơ thể nó đột nhiên ngã về đằng trước, rồi cứ thế rơi tự do xuống đất trong tiếng la thất thanh của bà con xung quanh và tiếng cười khành khạch của lão Tuấn. Cũng may khi thanh niên kia leo lên cái thang, trong người đã thủ sẵn con dao làm bếp nhà bà Hà. Tình thế quá cấp bách, anh ta chỉ kịp vung dao chặt mạnh vào sợi dây, làm thằng bé Tân rơi bịch xuống đám lá khô bên dưới gốc cây. Ông Vũ đứng gần đó, thấy thằng nhỏ rơi xuống nhanh quá không đỡ kịp, ông cũng đớ người ra mất mấy giây. Ngay sau đó vội vàng lao đến chỗ nó: "Thằng Tân còn sống, nó còn sống bà con ơi, mau chở đi cấp cứu mình, nhanh lên!" Ông nói giọng gấp gáp. Chú Bình là em ruột của bà Hà nghe thấy vậy cũng vội lấy xe cùng với một người nữa chở thằng bé lên trạm xá xã. Còn bà Hà đã lăn quay ra ngất lịm từ lúc đứa con út của mình ngã xuống rồi. Bà Tám cùng mấy người phụ nữ trong làng phải trà sức bắt chó mãi bà mới từ từ mở mắt ra. Bà Tám nói trấn an: "Thằng bé không sao rồi." Đợi cho bà Hà bình tĩnh lại, mọi người mới kéo nhau vào bên trong nhà. Lúc bấy giờ ông Vũ mới thuật lại cho mấy người ở đó nghe về giấc chiêm bao xảy ra khi nãy của mình. Chuyện là tối nay ông Vũ cảm thấy trong người không được khỏe nên lên giường ngủ sớm. Trong lúc đang mơ màng dỗ về giấc ngủ thì bỗng ông nghe thấy từ bên ngoài cửa sổ sau vườn có tiếng ai đó gọi tên mình. "Vũ, Vũ à." Ông lắng tai nghe xem là ai đang gọi, thì nhận ra đó chính xác là giọng của ông cụ Phong, cha của mình. Trong lúc ông Vũ đang cứng hết cả họng chẳng biết nói gì, thì giọng cụ Phong lại một lần nữa cất lên: "Sao anh lại để cái thằng Tuấn giết con Trăng Vàng? Họa rồi anh có biết hay không? Mau qua gốc nhãn cứu lấy thằng con cuối cùng của nhà đó đi. Mau lên, kẻo không kịp mất." Ông cụ vừa dứt câu, ông Vũ cũng đồng lúc giật mình tỉnh giấc. Mồ hôi chảy ra ướt áo từ bao giờ, bên tai vẫn còn vang vọng tiếng ông cụ thân sinh: "Nhanh lên, kẻo không kịp đó." "Vậy rồi ông mới chạy qua đây phải không?" Bà Tám hỏi chen ngang câu chuyện của ông Vũ. Bà Hà ngồi bên cạnh cũng miếu máu: "Em cảm ơn bác dịu lắm, không có bác chắc là con em..." Nói đến đây, người mẹ ấy lại đưa tay quẹt hai giọt nước mắt. Ông Vũ cũng cúi đầu thở dài: "Tất cả mọi sự cũng là từ tôi. Nếu hôm đó tôi nhất quyết không cho chồng chỉ bắt con Trắng, thì bây giờ..." Ông Quốc là anh ruột của lão Tuấn Điên, nghe vậy liền tới gần, đặt tay lên lưng ông Vũ rồi nói: "Thôi bác à, mọi chuyện nó cũng đã xảy ra rồi. Bây giờ quan trọng là tìm cách giải quyết vấn đề tâm linh này cho gia đình chú ấy càng sớm càng tốt. Chứ tôi thấy để lâu e không có ổn chút nào hết." Bà Hà bây giờ mới miếu máu thưa: "Em cũng thuê thầy về rồi đó chứ, mà có ăn thua gì đâu." Ông Quốc bực tức đập tay xuống bàn, đánh trầm một cái: "Cái thằng thầy lừa đảo đó thì làm ăn cái gì? Ngày mai tôi qua tận tỉnh bên á, mời thầy về làm cho ra lẽ cái vụ này. Mẹ nó ma chứ quỷ, ông lại cho mấy phát AK vào mồm bây giờ." Rồi ông Quốc lấy chén trà nóng tu hết một hơi. Bên phía trạm xá, thằng Tân sau khi được các bác sĩ sơ cứu, nó từ từ tỉnh lại, nhưng vẫn còn trong trạng thái mơ hồ không biết gì. Thấy nó qua cơn nguy kịch, ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm. Một chị bác sĩ độ ngoài 50 tuổi, mặc một bộ áo blue trắng, lên tiếng nói:
Thằng bé này số lớn thật đó, rơi từ trên cao xuống mà chỉ bị tổn thương phần mềm thôi. Rồi lại hướng mắt về phía người chú ruột của thằng Tân. Sao mà người nhà lại bất cẩn như vậy? Dạ, thằng bé nó hiếu động lắm bác sĩ à. Bọn em vừa quay đi quay lại cái là nó đã bị dậy rồi. Thôi lần sau gia đình cẩn thận hơn một chút đi, con nít bây giờ nó như vậy mà. Ông bác sĩ cầm tập hồ sơ rồi đi. Chú thằng Tân nhìn theo ông ta cũng lắc đầu một cái. Chú biết cháu mình đang bị một cái thứ không sạch sẽ hãm hại, nhưng đâu thể nói cái chuyện phi lý đó cho vị bác sĩ kia nghe được. Chú Bình ơi. Thằng Tân cất tiếng gọi, giọng nó còn yếu ớt lắm. Chú Bình nghe vậy thì ngồi xuống bên cạnh giường của thằng cháu. Chú đây con. Thằng bé hướng ánh mắt ra ngoài sân, thốt lên mấy câu, vẻ mặt vô cùng sợ hãi. Anh Thành. Chú Bình thấy hành động của cháu mình thì ngay lập tức xoay người nhìn ra bên ngoài sân trạm xá. Nhưng ngoài ấy chỉ là một không gian u tối, cùng với tiếng lá cây xào xạc đung đưa theo gió, làm cho chú Bình khẽ trùng mình một cái. Hồi nãy cháu thấy anh Thành bị người ta trói lôi đi, sợ lắm. Ai trói anh cháu? Cháu không biết nữa. Nói đến đây, thằng bé lại sợ hãi ôm mặt khóc nức nở. Mấy người ở đó phải dỗ mãi nó mới chịu nín đi. Chú Bình cũng không hỏi gì thêm, lẳng lặng đi ra khỏi phòng bệnh xá, lôi cái điện thoại ra mà bấm số. Alo, anh Quốc đó hả? Đầu dây bên kia, giọng một người đàn ông ôm ôm trả lời. Tôi nè, có chuyện gì vậy chú Bình? Thằng Tân nó tỉnh rồi nè. Nhưng mà thằng nhỏ nó nói là nó nhìn thấy có người kéo thằng Thành đi đó. Chuyện đó tôi biết rồi. Để ngày mai tôi bảo bà nhà tôi á, cùng với vợ chú lên thăm cho thằng bé. Hai anh em mình đi mời thầy về giúp cho nhà thằng Tuấn. Dạ, anh tính vậy thì em xin nghe. Cứ vậy mà làm đi. Dứt lời, đầu dây bên kia vang lên tiếng tút tút. Chú Bình cũng cất điện thoại vào trong túi, rồi quay trở vô trong phòng. Sáng sớm hôm sau, đội âm công lại có dịp thực hiện cái nghi thức đưa người vắng số ra đồng mã một lần nữa tại nhà bà Hạ. Khung cảnh tang thương diễn ra trên con đường làng khiến cho ai nấy đều xót xa, xen lẫn là nỗi sợ hãi một thế lực vô hình có tên là thần trùng. Khi thằng Thành nằm sâu dưới ba tấc đất, cũng là lúc ông Quốc và chú Bình lên tới thành phố. Tại đây hai người bọn họ tìm đến nhà của một ông thầy bùa tên là Hùng. Người dân sống ở xung quanh khu vực này thường hay đồn tai nhau rằng ông thầy ấy cao tai ấn lắm. Chẳng biết lời đồn chính xác đến đâu, chỉ biết khi hai anh em ông Quốc tìm tới nơi thì trong nhà vắng tanh như chùa. Lúc đầu ông Quốc nghĩ thầm rằng: thầy cái gì mà không có khách nào tới coi vậy? Chắc gì đã cao tai chứ. Rồi ông tính nổ máy ra về để đi tìm thầy khác. Nhưng đúng lúc ấy, từ trong nhà có tiếng của một người đàn ông nói vọng ra: tới rồi sao không vào đi, còn lấp lo ngoài đó làm gì? Cả hai nghe thấy vị thầy bối nói, đành miễn cưỡng bước vào bên trong. Tới phòng khách, thấy bên trong là một ông lão có mái tóc bạc trắng, búi hình cụ tỏi, đoán chừng cũng cỡ 70, với nước da hơi ngăm đen. Ông thầy bối vừa thấy hai vị khách bước vào trong nhà, liền hướng ánh mắt đầy uy lực nhìn thẳng vào mặt ông Quốc. Người nhà của anh phạm lỗi phần âm nặng lắm. Hôm nay ta phải bỏ hết khách để chờ hai anh đến đó. Ông Quốc nghe lời cụ nói vậy, bất giác trùng mình lên một cái, rồi vội vàng thưa: Dạ thưa thầy, có cách nào giúp cho gia đình chúng con hay không ạ? Anh không cần phải nhiều lời làm gì, cứ chở tôi về đó đã. Rồi ông cụ vào bên trong nhà, xách cái ba lô đưa cho chú Bình, rồi nói: cậu xách giùm mấy cái vật dụng này, tôi già rồi, đeo mỏi lưng lắm. Chú Bình đón lấy cái ba lô từ tay ông, rồi cả ba lật đật ra xe, chạy thẳng một mạch về nhà lão Tuấn. Về tới nơi thì trời cũng đã quá trưa.
trong nhà ai nấy đều mong chờ thấp thỏm. Không biết anh em nhà ông Quốc có mời được quý nhân gì để trừ cái tai họa này hay không. Những người có mặt tại đó đang trong cơn suy nghĩ miên man, chợt thấy bên ngoài có tiếng xe máy nổ bình bịch chạy vào trong sân. Nhìn ra thì thấy hai anh em ông Quốc chở về một ông lão trâu tóc bạc phơ. Vừa vào trong, ông cụ liền nhìn bà Hà mà nói ngay: "Theo như ta tính được thì đêm nay con quái vật sẽ quay lại bắt nốt thằng con út nhà chị. Bây giờ nhân lúc trời còn chưa tối, mọi người mau đón nó về đây đi." Bà Hà mặt mũi trở nên tái mét. Còn chú Bình vừa đặt cái ba lô xuống đất cũng vội quay xe phóng ngay lên trạm xá. Nhưng ngặt nỗi các bác sĩ bắt phải ở lại theo dõi, vì thằng bé vẫn chưa hết hoảng loạn sau vụ tai nạn đêm qua. Cực chẳng đã, chú Bình đành phải nói vợ ẵm thằng Tân lén ra cổng sau, leo lên xe trốn dậy. Về tới nơi, thấy thầy Hùng đang giăng chỉ đỏ chi chít quanh vườn nhà. Hỏi cha mới biết đó là trận pháp để mà đêm nay thu phục con quỷ tinh kia. Thấy vợ chồng chú Bình chở thằng bé về, ông cụ dừng tay nói: "Anh vào trong lấy cái ba lô của tôi ra, lấy bộ quần áo màu vàng mặc vào cho nó. Nhớ là từ giờ cho đến khi trận pháp kết thúc không được cởi ra. Nếu không nó sẽ bị con quái phát hiện, lúc đó tôi cũng bó tay." Ông lại nhìn về phía bà Hà: "Còn chị, đọc cho tôi nghe sinh thần bát tự của nó đi, rồi chuẩn bị một con hình nhân mang tới đây." Bà Hà nhờ người ra chợ mua về một con hình nhân bằng giấy, rồi đọc ngày tháng năm sinh của thằng Tân cho thầy. Thầy Hùng nghe xong liền viết những thông tin ấy lên một cái tờ giấy màu vàng có chứa rất nhiều những ký tự lạ mắt. Bên trong nhà, chú Bình cũng đã mặc xong cho nó cái bộ đồ màu vàng chóe, in đầy hoa văn loằng ngoằng trông như con dung bò vậy. Thời gian trôi nhanh còn hơn chó chạy ngoài đồng. Chẳng mấy chốc mặt trời đã khuất sau ngọn tre già. Bây giờ thầy Hùng mới cẩn thận nhét tờ giấy lúc sáng có sinh thần bát tự của thằng Tân vào trong con hình nhân, rồi mang ra cắm ở giữa vườn. Dặn dò tất cả mọi người ở yên trong nhà đóng cửa lại, cụ mới ngồi xuống bộ bàn đá, hướng mặt ra nơi đặt trận pháp. Một mình nhâm nhi tách trà nóng, đợi con quái vật kia. Cũng chẳng để cho ông thầy phải đợi lâu, giữa cái lúc người nhà bà Hà đang hướng những ánh mắt sợ hãi, tò mò nhìn qua khe cửa, thì bỗng dưng phía ngoài vườn, con hình nhân bị một lực nào đó tác động, hất văng lên. Cùng lúc ấy, lão chồng hăm dở của bà Hà cũng bật dậy, cười khanh khách, đòi lao ra khỏi cửa. May mà có ông Quốc cùng với mấy người nữa đè chặt lão Tuấn xuống đất. Nhưng em trai của ông khỏe lắm, mấy người có mặt tại đó phải vật vã mãi mới có thể trói được lão vào trong cây cột. Bên ngoài kia, thầy Hùng thân thủ nhanh hơn lũ trai làng nè, tay liên tục bắt quyết theo những bước chân uyển chuyển, miệng đọc hàng loạt những câu chú. Cứ mỗi lần ông cụ kết thúc bằng một tiếng khai thật uy lực là ngay lập tức có hàng chục lá bùa bay vèo vèo vào trong trận pháp. Những tờ giấy màu vàng bùng cháy khi vừa rời khỏi tay cụ, sau đó phát ra tiếng kêu xèo xèo khi chạm vào mục tiêu. Cuối cùng là hàng loạt tiếng nổ đì đùng như cảnh người ta đốt pháo ngày xuân. Người bên ngoài nhìn vào lại cứ nghĩ ông lão đang chơi đốt pháo, chứ không hề nghĩ rằng dưới con mắt có thể nhìn thấu được cõi vô hình của một người tu đạo. Trước mặt ông thầy bây giờ là một con trắng vàng, mà chính xác hơn là thân thể của ba con trắng vàng gắn chung với một cái đầu người mặt trắng. Con quái vật ấy men theo mùi hương của con mồi chui từ dưới đất lên, nào ngờ vướng phải cái bẫy, cho nên bây giờ đang tức tối lắm. Nó liên tục quất mạnh ba cái đuôi ra khắp nơi, nhưng càng vẫy vùng thì những sợi chỉ đỏ kia lại càng siết chặt, khiến cho nó rít lên thè thé. "Lão già kia, ai cho lão xía vào chuyện của ta?" Cậu Hùng nghe con quái vật quát thì sắc mặt không thèm biến đổi, chỉ nhẹ nhàng giơ thẳng kiếm lên trời rồi đọc to: "Phụng thỉnh thiên thượng, địa hạ ngũ lôi tư, ngũ lôi binh mã, tương gián lại lầm, hỏa cấp như luật lệnh." Cụ dứt lời thì một loạt tia sét đánh thẳng xuống con quái thú,
thiêu nó cháy ra thành than. Ngọn lửa tắt đi, ông thầy mới đi tới chỗ đám cháy, thì thấy ở đó bây giờ chỉ có linh hồn của một con trắng con màu vàng. Con trắng ấy thấy ông cụ liền sợ hãi bỏ chạy, nhưng đã bị cụ già tóm lấy. Con trắng sợ hãi van xin: Xin cụ, con biết lỗi rồi. Ông cụ thấy oán khí trong người nó đã tiêu tan đi gần hết, cũng chẳng muốn ra tay. Cụ dùng thần giao cách cảm để nói chuyện với nó: Sao nhà ngươi lại giết người nhà này? Con trắng nghe thấy âm thanh uy nghiêm thì tỏ ra vô cùng sợ, bèn khai ra rằng ngày xưa ông cụ Phong mới được sang cát cách đây vài hôm. Ông ấy làm nghề bắt trắng. Trong suốt mấy chục năm làm nghề, không biết có bao nhiêu đồng loại của nó đã bị ông cụ sát hại đi. Vì thế trong người ông cụ Phong luôn có một luồng oán khí tích tụ. Đến khi cụ chết đi, những oán khí ấy đã tạo ra thành một linh hồn. Sau đó cái linh hồn này nhập vào con trắng nhỏ. Con trắng theo kẻ hở trong quan tài mà chui vào quấn chặt lấy xác của cụ Phong, để giam hồn cụ lại trong cái áo quan để hành hạ, để trả thù cho hả giận. Theo năm tháng trôi qua, con trắng nhỏ kia nuốt máu thịt của cụ Phong mà lớn dần, thành một con trắng vàng dài đến 2 mét, như lão Tuấn bắt được. Đến khi sang cát, không ngờ cái lão Tuấn hôm đó lại lôi con trắng ra bờ ao đập chết mà ăn thịt, khiến cho oán khí chất chồng nên nó theo dậy giết cả nhà lão ta. Thầy Hùng nghe đến đây thở dài một hơi: Oan nghiệp tạo thêm làm gì, bây giờ thả linh hồn của họ ra đi rồi theo ta học đạo, người thấy thế nào? Con trắng liền há mồm ra để cho mấy cái tinh phách bay ra ngoài, rồi biến mất vào trong không trung. Chỉ có một tia sáng màu xanh lá bay thẳng vào bên trong nhà, nhập vào người lão Tuấn Khục. Tia sáng ấy vừa nhập vào trong, trán lão bốc ra một luồng khí màu đen mờ ảo, rồi lão từ từ mở mắt ra. Ông cụ Hùng lấy lá bùa thu linh hồn con trắng lại, rồi quay vào trong nhà nói: Yêu ma quỷ quái đã diệt xong, mọi người có thể an tâm rồi. Rồi thầy Hùng vào nhà, leo lên giường, ngã lưng ngủ một giấc say, cho tới sáng hôm sau nhận tiền thù lao rồi ra về. Nhà bà Hà cũng từ đó mà yên bình trở lại. Nhưng cái sự việc kia bị người làng đồn tai nhau suốt một thời gian rất dài. Về phần lão Tuấn, sau khi tỉnh dậy phải mất mấy tuần mới chấp nhận được sự thật, cái nỗi đau mà do chính tay mình gây ra. Về sau này người ta thấy lão cắt tóc đi tu. Có người nói lão sám hối cho những hành động dại dột của mình. Có người lại nghĩ đó chỉ là một cách trốn tránh cái sự thật phũ phàng mà thôi. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Nghiệp Bắt Trắng của Đỗ Quyết. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở những câu chuyện sau. Chúc mọi người một đêm ngon giấc.